Hello các bạn, sáng nay mình rảnh rỗi ha, thì sẽ điều chỉnh lại cái trimming trên chiếc xe của mình. Và đây là mình làm theo cách Vietnamese on cool ha. Mà để mà điều chỉnh lại cái trimming ở trên con chiếc Mobilet thì nó đơn giản lắm. Đầu tiên các bạn sẽ cần một cái bọ lết lớn ha, để mở được cái vô lăng. Tiếp mở bugi, bích tông, một cái dụng cụ để đổi bích tông và một cái tủ vít nhỏ. Và đây là cách Vietnamese old school ha, nó theo cái cảm quan nhiều hơn là cái độ chính xác. Đầu tiên các bạn tháo bugi ra trước. Mình đang sử dụng bugi boss chữ màu xanh biển ha, thì nó là bugi thường thôi của hiệu hãng boss chứ nó không có đầu bạch kim. Còn cái đầu bugi của mình đang trắng này, chứng tỏ cái xe nó đang bị thiếu xăng. Do hôm qua là mình có chỉnh lại cái trimming ha, thì nó bị ảnh hưởng, nó bị thiếu xăng, và hôm nay mình sẽ điều chỉnh lại một chút xíu. Đầu tiên các bạn đưa cái dụng cụ đổi bê tông vô, đưa cái dụng cụ đổi bê tông vào trong cái lỗ bugi á, và mình sẽ chỉnh cái vô lăng, đẩy bê tông lên. Cái con ốc, cái tán vô lăng này nó là gân ngược ha các bạn, cho nên là sẽ dặn ở bên phải để mở ra. Rồi mình lấy cái đội ra là mình sẽ kiểm tra lại, đưa bê tông về trên đỉnh ha, hay là theo như cái tài liệu hãng thì họ gọi khi mà bê tông lên đỉnh là DCL, một cái tự viết tắt ha. Đây, đưa bê tông lên đỉnh, mình sẽ kiểm tra lại cái dấu cũ của cái vết lửa của mình, thì cái lửa nó hơi sớm nè, à, bê tông nó chưa được tới đỉnh nhưng mà cái mặt vít nó đã hở rồi. Giờ mình sẽ cạo ra để mình cành lại, tức là đưa cây đội bê tông vào, nhận cái cam này cho nó cứng, cố định lại. Rồi mình lấy cái cạo, đây là cái cạo cam ha, kẹp vào. Các bạn nên dặn tay cho nó cố định trước đã, rồi hãy dùng cái mỏ lết, hoặc là các bạn có dùng súng để mà siết ốc cũng vậy, mình nghĩ bạn nên dặn tay vô trước mấy găng đó ra rồi đó, nhẹ nhàng không. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đội ra, kiểm tra lại, đưa bê tông lên đỉnh. Đây xong, mình sẽ nhích nhẹ nó xuống tí xíu. Nếu mà tính theo cái độ sâu đó, có nghĩa là bê tông nó thụt xuống độ 0,6 mm. Một chút thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ đặt cây cam vào. Không có đóng chặt ha. Mình sẽ xoay cây cam cho tới khi mà thấy cái mặt nhít này nó chuẩn bị hở ra. Nhẹ thôi. Rồi kiểm tra đây, giờ là mình đấm vô ha, dùng cái tiếp mở viên này đặt ở chính giữa, lấy cái mỏ lết đóng nhẹ nó vô cái là nó cố định lại. Rồi
Kiểm tra coi có lửa không nha. Dọc dọc xà quần cái không có lửa chết luôn. Ok, lửa rất là mạnh nha bạn. Rồi, bây giờ mình ngắn vô kiểm tra lại, đập nổ máy thử ha. Bạn thấy đơn giản không? Mấy phút là xong rồi. Thì mình cứ điều chỉnh cho tới khi mình thấy ưng ý. Nếu như mà làm theo kiểu old school, còn sau này mình sẽ hướng dẫn cho bạn clip new school. Cũng không phải là new school đâu, đây là cái cách chuẩn của nhà sản xuất họ đề ra. Thì nó có dụng cụ đo đàng hoàng, nó có cái thiết bị để mà canh tim mình. Rồi, nếu mà các bạn canh lửa đúng thì cái xe nó nhảy nổ ha. Kéo e, đập nhẹ, nổ. Ok ha, làm xong nhớ dọn dẹp. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video clip sắp tới.